tới chỗ đào xương chép nữa nha. Giờ chú Sáu đào nha. Được con nha cả nhà. Đây. Con đầu tiên cũng nhỏ à. Dưới bên đây con. Đây con cả nhà. Con này cũng lâu năm lớn rồi mà ta phèn luôn, đóng phèn luôn cả nhà. Nhưng mà tại nó nhỏ con thôi. Như mấy người mà lâu lớn á cả nhà thì nó phải nhỏ. Con coi nha. Đây con. Đây con lúc đi xong. Hai con có vỏ bỏ con nhà. Đây có con trùng đất nè cả nhà. Người ta còn nói chú Sáu, cho chú Sáu xin lỗi nha. Cái này người ta kêu con cạch đất đó cả nhà. Mà con này con lớn á thì con cỡ nhẹ mình ăn được rồi nè. Con này ăn được à. Con cả nhà, từ nào giờ mới được có con này là bự nhất rồi cả nhà ơi. Chút chút không ơi. Con giọt của nhà ơi. Để sáng nữa còn có nhà mình thấy được con giọt. Hên hên của nhà. Có giọt ra thấy hên à. Đây còn nữa cả nhà ơi. Con chăm chép bự ha. Chăm chép bự nữa cả nhà. Và để miệng bao đây đi, đừng bỏ cho gì. Đào vào phía. Đào vào khiếp mà được cái máy cày cả nhà. Cái máy cày. Máy cày là gì? Con chằn hen á, là từ kêu cái máy cày nha cả nhà. Cái máy cày cho bá. Bỏ vô luôn đi. Bỏ vô bao luôn thôi đi. Cho nó sống đi, mình cũng cái đó ăn xiển hay lắm á. Mà giọt xuống cả nhà ơi. Làm chép không có gì hết. Làm chép ít quá, giờ mò thêm giọt. Có khó không cả nhà. Muối quá, muối. Rừng mỗi quá cả nhà. Trời khóc rồi. Con giọt con chung chép nữa cả nhà. Đúng con giọt cái cốt. Đây con cả nhà. Con này bự nữa. Con bự quá. Chà bá lửa luôn. Đây con. Hai con luôn. Ôi bự quá. Đây bên đây con nữa cả nhà. Nẻ đến trời vô. Đây con. Đây con cả nhà. Con này nhỏ. Để đóng rồi lắc lấy. Đó. Đó. Con bự quá. Hay quá. Đây, con bự quá. Con nhỏ chứ không lớn. Hồi nãy giờ được như đây cả nhà có chục mấy con luôn. Đóng. Đấy lắm luôn. Cả nhà. Bành bành không luôn. Đây. Chân chép này. Hên là vừa tới nó cả nhà. Bể. Bỏ luôn đi. Lấy luôn cái này mới bể. Bể, bể nhỏ. Con giọt không? Có con giọt. Đâu? Bắt cả hai ba. Ôi đây con giọt. Ủa đây con nữa cả nhà. Hai con rồi hả? Ồ hai con. Ở bự dữ hả? Xịt nước nè. Đó, đó. Con đó. Không dạ phải cái này, mà là cục đá. Cục vàng á. Vàng hả? Phải đâu. Đây con giọt cả nhà. Nó xịt nước bung qua tới bên đây luôn. Đâu có cả nhà, cái cù này hình không. Như con đó hay sao nó xịt nước qua tới bên đây. Có con đó nữa chị. Còn nhỏ có bắt luôn. Giờ không có chung chép bắt luôn cả nhà. Chú Sáu, chú Sáu vừa mò không chép thôi. Hứa vừa đầu không chép, không có không chép. Giờ mình mò luôn cả nhà ơi. Đây con này. Mò dọt cho nó nặng cho nó nhiều chứ chung chép có mấy con chết tí rồi mà. Không có nhiều quá đi. Quá. Anh có. Anh ngồi xuống.
Vừa đầu ông chết rồi. Nhiều hòa giọt nữa, hai cái. Về nhà có nhiều thì ăn hai thứ thôi nha. Đây con à. Gì ta? Con ở nhà hả? Cũng lùm lùm như thế này. Nằm đi sình rồi cái nhà, nằm đi gần khi cái mưa thì cặp mé rồi. Đây con nè, con lý rồi cho nè, lấy ra em thám con cả nhà, bỏ vô bao hồi nãy giờ chắc nhiều lắm, chuyện ký mấy 2 kg đô chim kép với giọt cả nhà, chứ không có nhiều. Đây cả nhà mình nhìn thấy là ráng cái bằng chôm chép nó lớn không kịp cho người dân của quê hương chú Sáu bắt cả nhà ơi, nó nhỏ không à. Chú Sáu cũng mò tiếp nữa cả nhà, coi được con giọt nào không rồi. Còn chú Sáu thì đào chôm chép. Đào đi. Bỏ bao luôn đi, được 8 con bỏ bao luôn đi. Thím Sáu mò dọp nãy giờ được 5-6 con hả? 8 con. Ừ, được 8 dọp cả nhà ơi, có lý quá rồi. Mà thím Sáu mò nãy giờ cả nhà. Mò để đóng được 8 con. Còn chú Sáu vừa đào chôm chép. Thím Sáu thì mò dọp. Cây chôm chép lúc này khó có quá cả nhà. Còn nhiều quá. Đâu? Nè, con chà bá luôn. Dập á. Miễn. Chôm chép đệ tử. Ồ, chôm chép. Ồ, chú Sáu thì tưởng miếng đá, nhà chú Sáu nói con dập, chứ cuộc con chôm chép cái này. Đây con cái nhà. Đây con. Hai con. Khó kiếm quá cả nhà ơi, lúc này có kiếm chôm chép quá, nhiều người đi bắt quá cả nhà. Có kiếm quá. Nhỏ bắt luôn. Còn được con nhỏ. Đó, đây con. Đây con đó nha. Không còn. Đấy đây lắc lấy nhiều lấy nha. Con lú lú cái miệng lên. Con đừng biết nhỏ lớn mình thấy lú lú nè. Lấy luôn rồi cả nhà ha. Ừ. Không phải. Mấy đằng kia có mấy dẹp luôn. Đây con. Nhỏ không nè, lớn không kịp, đây là 2 con nữa nè, có còn bự quá, đây còn, còn bự nữa. Đó con nè, đây còn nè, không thấy nữa. Còn bự ghê cả, đồ, ôi xịt nước rồi. Còn nhỏ quá thôi, thôi nuôi lại đi.
Đây con vật kia bắt luôn đi. Các con vật kia phải bắt luôn ở nhà. À, lấy gì được như đây cho nhà. Mấy con cũng lớn lớn luôn, nhỏ có lớn có, mà lúc này chim chép khó quá, cho nên nhỏ nhỏ chú sáu bắt luôn. Nha. Nãy giờ chắc chừng ba. Được có con bà khía nè cả nhà. Bây giờ mình phải bắt nó luôn. Bắt luôn cả nhà. Con. Cái con cũng hơi chậm chạp. Đây con cả nhà. Đây con. Hai con. Đây. Ôi, ba con còn luôn này. Hên, hên nhờ con đó nó chỉ đường. Ừ, chỉ đường con kia. Bự quá. Đấy, nãy giờ con đây cả nhà. Được, con giọt bự quá. Giọt con chim sáu bắt đó cái này. Chim sáu mò con giọt bắt nhiều. Nó gì cơm á. Đó. Nhiều quá. Như con kìa. Để lên con. Sao không thấy mà chú sáu thấy được này. Đóng rồi, đi lên. Nè, nè. Giọt nè. Giọt bự ra. Hai ba con nữa, chim chép. Nè, đóng rồi. Quá trời không. Nó cả nhà, nó để đây. Để vô quá. Bảy chưa? Chưa. Hơn chưa bảy. Nó vô nữa đó. Đó. Con mình đâu con nào đâu. Con để xuống luôn có bể. Trà bá nữa. Trà bá nữa. Nó nữa đây. Rồi. Đó, đó. Con còn rồi. Đó. Con cũng bự rồi. Này nó đông phèn. Ừ. Tí con rồi nè. Hai con. Bự. Nhỏ thì nó. Con nó kìa. Phải không? Con nhỏ trên đó. Không con bự. Đây con. Lấy được nhiêu đây sao nha. Cũng ít chứ không nhiều. Còn được cũng được chứ không lớn luôn. Chim chép với mò giọt nãy giờ được nhiêu đây cả nhà ơi. Nhiêu đây đây. Chắc nhiêu đây chừng 3 kg rồi cả nhà ơi. Chừng 3 kg chim chép với giọt đầu kỳ này chim chép nó không có gì phải chú sáu phải mò chim giọt cả nhà. Thôi cái clip này chú sáu xin tạm dừng ở đây, chúc cả nhà xem clip chú sáu vui vẻ, chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn clip sau.